Tấm lòng vàng của Mạnh Thường Quân là 400 đô cũng đủ ha sư ha? Dạ, 400 đô. Dạ, 400 đô không? Dạ. Và ngày hôm nay cũng là ngày chôn năm thay, anh Vinh cũng bước đến vận động được 4 đô la, cũng như là quý Phật tử trong chùa đã nhìn thấy hồi nãy là được 400 đô la trong năm mới. Thì phần kế tiếp thì sư chắc cũng xin đại diện cho vị sư sãi trong chùa với ban quản trị bà con Phật tử trong bốn chùa xin tri ân là trao tặng cho anh Vinh một món quà chút ít để lấy thảo đối với nhà chùa đó. Cũng và thứ hai nữa là nhà chùa cũng là thống nhất tặng cho anh Vinh một tiên dương công đức. Tiên dương công đức. Mình mến chào cô chú anh chị, hôm nay mình lại tới chùa Nam Hải, huyện Kế Sách đó cả nhà. Và cũng nhân dịp đầu năm Tết Chô Cham Thamay của người dân tộc Khmer. Thì bên cạnh đó thì mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ quý Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Thanh Hiền và gia đình của cô Kiều Lý sống bên Mỹ, tiểu bang Cali đó cả nhà. Thì mình đến đây để cúng dường cho sư những hạng mục vẫn còn thiếu sót đó cả nhà. Thì được trước mình chia sẻ quý Mạnh Thường Quân cũng thấy về cái cửa vô chánh điện và cửa sổ đó cả nhà vẫn chưa làm á, thì cho nên là mình đến đây để cập nhật cái phần đó. Quý Mạnh Thường Quân muốn giúp sư xây dựng cái phần đó ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong ngôi chánh điện để gặp sư cùng với mình ha. Ngôi chánh điện của chùa Nam Hải thì cũng nói chung là cũ kỹ lắm rồi cả nhà, nói chung là xuống cấp rồi. Đặc biệt nhất đó, mình đi cũng rất là nhiều chùa từ tỉnh Sóc Trăng mà đến các tỉnh khác thì chỉ có thấy chùa Nam Hải thôi mới dách này kia còn vẫn còn tôn đó cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong cùng với mình ha. Thì được trước đây mình cũng được Mạnh Thường Quân sống bên Mỹ cúng dường cho sư làm cái phần tam cấp và lót gạch xung quanh ngôi chánh, lót gạch chỗ tượng Phật này kia đó cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà vô ha. Mình cũng thấy sư cả và anh Thảo Hồ ở trong ngôi chánh điện ha cả nhà. Đây là tượng Phật trong ngôi chánh điện ha cả nhà, đang chuẩn bị Tết cho Sam May ha cả nhà. Dạ con xin chào sư. Dạ con xin gắn mic ha. Sư ơi, bữa nay con cũng đặc biệt đến đây một phần là chia sẻ toàn cảnh ngôi chùa Nam Hải cho quý Phật tử, quý Phật con, cô bác được thấy là Tết Chôn Sâm Mây tại chùa ở đây diễn ra như thế nào, sư có thể là chia sẻ được không sư? Thì hôm nay cũng là bước vào cái ngày thứ hai của ngày Tết Chôn Sâm Mây của người đồng bào dân tộc Khmer. Thì Tết diễn ra cũng như là giống như các cái chùa trong tỉnh mình á. Thì chùa ở đây á, thì mình nói chung là mới được ăn Tết á, tham gia Tết Chôn Sâm Mây năm nay là năm đầu tiên đó. Tại vì trước đây là ở đây Salatien mới khôi phục lại thành chùa. Đây là năm đầu tiên. Được ăn Tết. Hồi kia là đây là ngôi Sala là chưa có bao giờ được ăn Tết. Chưa được ăn Tết Salatien. Cho nên là quý Phật tử hay là gần gần chùa đó cũng còn hơi bỡ ngỡ, giống như là về cách trang điểm hay là quý Phật tử gần gần xa xa không có biết đến. Đúng không sư? Thì cho nên là con thấy là chùa hơi vắng. Thì bên cạnh đó thì con đến đây cũng một phần là cũng nhận được tấm lòng vàng từ gia đình của cô chú Thanh Hiền sống bên Mỹ và gia đình của chị Kiều Ly, của cô Kiều Lý đó, sống bên Mỹ và tiểu bang Cali đó. Cũng nhà con đến đây, sau khi mà con chia sẻ, nhà con đến đây để cúng dường cho sư những hạng mục cũng giống như là cửa và cửa sổ đó. Thì thấy
ngôi chánh điện còn bao nhiêu cái cửa sổ và bao nhiêu cửa cái vậy sư? Chưa có làm á sư. Ở đây thì theo sư thấy là còn ba cửa cửa cái. Ba cái cửa cái. Ba cửa cái. Còn cửa sổ thì còn hai cái, hai bên. Hai cái cửa sổ chứ còn một bên đây thì mô tôn đóng vô dụng. Dạ, mô tôn đóng vô. Mô tôn dựng lên ha. Vậy dạ. Là ba cái cửa cái, một, hai cái cửa sổ. Dạ. Dạ. Thì được trước đó, sư có làm cái một hết một cái cửa cái ở sau rồi, dạ, đúng phải. Không? Dạ, dạ. Cái đó là mình làm, mình mua vật tư dư hay là như thế mua, nào? Mua vật tư dư rồi thấy số tiền đó dư, thấy cửa sổ mình bốn cái nó hư hỏng hết trơn rồi. Vậy là cần dư số tiền khoảng một cái đó mình sửa lại luôn. Mình đặt cửa lại mới. Trước quý mạnh thường quân cũng có cúng dường, yeah. Tu sửa. Yeah. Thì một phần là kinh phí nó vẫn còn dư. Thì sư lấy cái phần kinh phí đó để làm một cái cửa. Yeah, đúng rồi. Thì bây giờ sau khi mà con chia sẻ đó, quý mạnh thường quân cũng thấy mấy cái cửa và một hai cái cửa sổ đó cũng chưa có làm á. Yeah. Được chức sư có nói đó. Yeah. Đợt này thì con cũng lại cúng dường về phần đó nha sư. Dạ. Dạ. Thì sẵn dịp có chú thở ở đây đúng không? Dạ, dạ, thưa chú thở ở đây. Dạ, con chào chú thở. Dạ. Chú thở có thể là cho bà con cô bác được biết là chú thở tên gì không? Tôi tên thần kêu là tên Tèo. Dạ, tên Tèo à. Dạ. Thì chú Tèo cũng làm thợ hồ ở trong này cũng lâu lắm hay sao? Theo cái này cũng hơn 25 thì về cái phần sản nghiệp thì các con xin hỏi luôn ha chú Tèo ha. Về cái phần cửa sổ và cửa cái còn ba cái, cửa sổ thì hai cái đó chú Tèo. Thì mình làm với giá như thế nào hả chú Tèo? Mình làm như vậy đó. Nếu mà làm á chờ chùa mà tôi mua đồ về tự tôi làm luôn á, nếu mà sắt á như vậy á là khoảng nó hai cây, hai cái sắt mà nó hồi thì nó không hết hai cây, mình cho là hai cây đi, mỗi cây như vậy là 250 ngàn, hai cây 500 ton á thì thêm 2 mét nó rồi nó 700 ngàn, rồi tổng lại là chạy ra là 750 ngàn một cánh đó. Vậy là chú Tèo lạnh với cái móc làm ba cái cửa đó. Ba cái cửa cái. À, là mỗi một cái như vậy là 750 ngàn. 750 ngàn. À, 750 ngàn, con thấy hơi mắc không? Không mắc đâu, cái đó là tôi mua sách về tôi làm á. Nếu mà kêu thợ lại làm từ 1 triệu đổ lên á. Giờ tôi tính cho coi ha. Chiều cao có 2 mét, chiều ngang 1 mét 2. Thì nó khoảng 8 mét rưỡi đó. À, nó có hai sắt rồi thì cái cửa mình làm rồi một cái rồi đúng, đúng rồi đó, cái đó là... bây giờ chú Tèo qua đó để chia sẻ cho bà con cô bác được biết luôn đi. Tại vì nói thì giờ diễn tả thì được rồi, bây giờ mình có cái cửa rồi, bây giờ chú Tèo kéo đóng lại chứ ta. Đây. Dạ. Có sư hồi hở mất có làm mất bao nhiêu số tiền á, hồi sư nó thôi giờ làm cái cửa này luôn. Dạ. Đó, giờ sắt á thì 36. Cái cửa này là dài bao nhiêu mét, ngang bao nhiêu mét vậy chú? Cái này đó thì 1m8 à. Dạ. Chiều ngang 1m1. Ừ. Đó. Như vậy đó là mình xài khoảng 8 mét sắt. Dạ. Là nó gần hai cây, bị mình kéo qua kéo lại á. Dạ. Thì nó cho là mình hai cây đi. Hai cây thì nó 12 mét. Hai cây 12 mét mà. Dạ. Nó có 8 mét bị mình kéo qua bên kia nữa. Dạ, bên cửa sổ nữa. À, bên cửa sổ. Dạ. Như vậy đó tôn á. Tại tôn hay dày đó nó cũng một tôn dày là mấy gem? 4 gem 2, 1 mét là 100 ngàn đó. Yeah. Là thợ mua đó nha, 1 mét. Yeah. 100 ngàn. Yeah. Hai cái này hết 500 á. Yeah. Rồi hai cái tổng này là hết 750 đó. Thì đó. Cứ quyết định vậy đi ha. Rồi. Thì có gì á thì chú Tèo con cũng rất muốn là con lại lần sau là cửa sổ và cửa cái xong hết đấy ha. Rồi rồi. Thì chú Tèo nói là lạnh với giá là một cái cửa như vậy, chú Tèo đi mua vật tư về làm êm tại nhà xong hay lại lắp ráp. Nhưng mà đặc biệt nhất nha, phải làm ba cái bản lề nha. Rồi. Chứ không phải làm hai cái nha, làm ba cái. Rồi mấy cái kia thì có sắt sắt trụ. Đó, mình vô trong từ trên các trụ chứ nó mới gánh nổi cái cửa. Dạ, yeah. Đúng rồi, mới gánh nổi cái cửa. Chứ mình chịu vô dắt tận cái chịu nổi đâu vậy. Dạ, dạ, thôi vậy đi. Bây giờ sư ơi,
Chú Tèo á, thì chú Tèo nói là chú Tèo lãnh với giá cửa là ba cái đó đó, mỗi một cái như vậy là 750.000. Sư có thấy đồng ý không sư? Theo sư thì sư cũng chuẩn đoán là chắc cái trong cái giá này giá này với là mua về làm chứ. Rồi vậy đi, rồi còn lấy cửa sổ một cái là khoảng bao nhiêu? Giống như mình lấy sắt cửa rồi tôn cửa đó, thì mình làm cái hai cái cửa sổ cũng dễ không? Cũng dễ. Ủa mà cửa sổ con cũng xin phép là làm cái lam gió, mua thêm cái lam gió nữa ha. Thì, mua thêm à? Cái này đã một lần mình phải mua bên đây lam gió, bên kia một cái lam. Mình làm cái cửa mình làm nguyên một cái khung chứ không có kẹp dưới đây, nó đâu có chịu đâu. Đó mình làm nguyên một cái khung mới lập cái cửa đây nè. Cái đó này con không biết về phần đó, có gì chú Tèo làm sao mà cho nó chắc chắn, khi mà con lời tới con sẽ khảo sát thêm lần nữa ha. Nếu mà như vậy đó thì ba cái đó, thì nếu mà hai cái cửa này là phải phát sinh thêm chứ nếu mà rồi có gì phát sinh thêm thì cứ nói sư. Đó, cái đó là phải phát sinh thêm á. Cái này là nhiều sắc hơn cái kia. Tại mình làm cái khung cái kia nó có cái khung này. Nếu phát sinh thêm á thì nhà chùa mình lo thêm. Mình lo nữa. Rồi thì con cũng nghe nói là sư á, về cái phần toilet á thì sư chưa có làm xong đúng không sư? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi chỗ phần toilet để chia sẻ lên, cùng giống như là được quý mạnh thường quân hay là bà con cô bác trong nước và ngoài nước á biết đến và giúp đỡ giúp đỡ cúng dường cho sư về phần đó, cho hạng mục đó hoàn thành sớm nhất có thể ha sư ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đi cùng với sư và Bình đến về phần hạng mục đang xây lỡ dở ha cả nhà. Sư ở đây đây cùng mình cũng giống như là mình trang trí hay sao sư? Dạ ở đây mình trang trí trong cái dịp cái lễ chôn sinh năm tháng mấy đó anh. Thì trang trí ở đây là 12 con giáp để cho bà con lại nhìn thấy 12 con giáp là tuổi của mình, mình cầu nguyện như thế nào đó, rồi một số nữa mình bỏ tiền hỷ cúng cho nhà chùa. Trong khi đó để tiền là nhà chùa thiếu thốn kinh phí xây sửa này kia, sẵn dịp mình đến chùa đó mình cũng đốt nhang cầu nguyện. Còn ở đây thì hình tượng của Phật. Phật ha. Phật mới đi tu hay sao sư? Phật mới đi tu. Hình này là sao vậy sư? Hình đó là hình Phật đi tu. Phật đi tu. Mới xuống tóc đi tu. Xuống tóc đi tu. Xong thì ở tu ngoài rừng. Ở đây thì Phật Khmer nói là thưa tục cả đại kê giá đó. Nếu mà mình không thưa tục cả đại kê giá đó thì Phật tử không tin tưởng mình. Dù cho Phật giác ngộ hay không giác ngộ, mình cũng phải thưa tục cả đại kê ri gia. Tục cả đại kê ri gia. Vậy là sư cũng có đặt này bát. Bát. Cũng giống như là quý Phật tử tuổi con gà hay là con mèo hay là con ngựa, con rắn gì đó. Thì quý Phật tử cúng dường tùy lòng hảo tâm thôi. Đúng không sư? Dạ đúng. Dạ. Đây là toàn cảnh xung quanh ngôi chùa này ha cả nhà. Bữa hổm thì miếu ông Tà thì cũng đã làm xong hết sư ha. Miếu ông Tà xong. Đây là chỗ Phật tử đến chùa để thắp hương ha cả nhà. Thắp một nén nhang á cả nhà. Xung quanh sân chùa cũng có quý Phật tử đâu lợi với sư. Phật tử xung quanh nhà chùa với một số Phật tử ở bốn phương cũng đến lợi gia người. Cũng đến đây. Phần nào đó cũng gần tới giờ cơm trưa của sư rồi hả sư? Dạ phải rồi, nhà tới. Gần tới giờ cơm rồi ha cả nhà. Đây là quý Phật tử Tết Chôn Sinh Năm Thơ Mây mới lại đông chứ không? Dạ, Tết Chôn Sinh Năm Thơ Mây mới lại đông chứ còn ngày thường chắc không đông vậy đúng không? Ngày thường giờ vừa. Đây cả nhà. Rồi, thì mời cả nhà cùng tiến vào chỗ hạng mục sư vẫn còn thiếu sót để sư chia sẻ lên. Con cũng rất mong là ngôi chùa đủ duyên đến với Phật tử ha sư ha. Để cho quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước biết đến, sẽ cúng dường cho sư những hạng mục sư vẫn còn thiếu sót ha. Và thì cả nhà, đây là toilet cũ không sư?
phòng toilet cũ. Toilet cũ. Con nghe nói rồi. Là được trước á, sư nói với con á là về cái đường ống á mà mình không có đào đào hố ở đó mà mình lấy hố hố này là sao hết sư? Là do nhà chùa thiếu kinh phí. Nếu mà mình làm cái đường ống ở gần á, thì mình phải có kinh phí. Hồng này nó cũng tốn rất là nhiều kinh phí anh. Cho nên chùa sẽ không có kinh phí. Hiện nay chùa đang rất là kém kinh phí á. Mình tính lấy cái chỗ hầm cũ, nó đỡ một phần kinh phí nào cho nhà chùa. Nếu như nếu như mà đào hầm và không đào hầm á, nó sơ sót nhau cỡ khoảng bao nhiêu hả, chú Tèo? Nếu mà đào hầm á, như năm cái cây nét này, đào hầm là khoảng 5 triệu đó. Đào hầm là khoảng 5 triệu. Mình xây gạch 20 không à. Dạ, ở dưới đây mình đổ nguyên một cái giữ nữa. Dạ. Dạ. Khoảng 5 triệu á. Dạ. Rồi mà mình không để hầm thì mình đi đường ống là tốn đường khoảng nhiêu? Vô cái hầm mình tận dụng lại cái hầm cũ á. Dạ. Mình tận dụng lại. Thì nó tốn khoảng bao nhiêu? Tận dụng lại cái vô hầm cũ hả? Dạ. Thì tận dụng lại rồi mình mua ống á, mình cái mới này mình dẫn qua á, thì mình mua đường ống là cỡ khoảng 2 triệu à. Đi hết cái đường ống với kho đó. Tại nó có cái hai đường nước lận. 2 triệu với 3 triệu. Sư à. Yeah. Con suy nghĩ là 2 triệu với 3 triệu nó sơ xích nhau sơ có chút xíu à sư à. Cái đào hầm là 5 triệu rồi. Dạ. Còn nếu mà đi đường ống mà dẫn vô hầm cũ á là phải đi ống lớn, là đi hai đường ống đó, là đường ống là khoảng 2 triệu đó. Ống á. Vậy là 7 ra là 7 triệu. Sơ xích nhau là 5 triệu. Dạ. Không, tại này cũng quý bà con cô bác. Biết không, tại mình đi á xài qua đó mình phải đi ống 114 á. Đó. Rồi phải đi ống nước nó đi hai đường ống chứ không có đi một đường nước xài riêng, đường vô hầm là riêng. Dạ. Không có xài chung được, xài chung thời gian xài là nó bị ngạt. Thì con cũng rất mong chú Tèo á tại chùa mình chùa Nam Hải á vẫn còn thiếu kinh phí rất là nhiều. Với giờ lại á con cũng rất mong là chú Tèo làm với giá như giống như là giá nó thấp hoặc là có gì đó mình tiếp một phần ha, chú Tèo ha. Tôi nó ngay biết sẵn là tôi làm thì nó ngay từ từ thiện này hơi nhiều, bởi vì mình lấy công mà làm cho chùa mà đâu có tiền này nó ngay, chứ thay vì làm ở ngoài 300 hoặc 350 cho chùa khoảng chừng 250 hoặc 300 tùy theo thôi. Dạ. Thì bây giờ con cũng rất mong là Tư và chú Tèo đến đây để nói cho cô chú anh chị với cho con bác được biết là cái phần toilet của sư đang xây lại mới đó là khoảng mình xong là khoảng bao nhiêu phần trăm rồi sư? Bây giờ ở đây chắc khoảng 30 chứ anh Tèo? Dạ khoảng 30%. Sao mà mình chưa làm gì nữa, mình gắn cửa rồi sư? Dạ gắn cửa trước nó dễ dàng mình làm hơn á. Cái cửa này mình tháo ra được rồi sư, mình chứ mình để ngoài nắng ngoài mưa. Cửa này theo Tèo nói là mình tháo ra được. Dạ tháo ra được. Nhưng... mình tháo luôn ha. Dạ. Tới chừng mà mình qua Tết á mình tháo ra dùm. Để qua Tết tôi quẩn tôi chạy vô tôi tháo ra cho. Dạ. Nếu mà tôi được kêu bắt buộc phải tháo ra chứ đâu có để. Dạ. Chứ tại vì để nắng mưa này kia khó lắm. Rồi đôi khi mình để lên vậy đó nó dính xi măng hay là này kia khó lắm, nó vệ sinh lắm. Nếu mà tô thì mình phải rửa ra chứ để mà. Thì giống như bây giờ chú Tèo làm cái phần đà mình có đổ không hay là mình đà đổ ha. Đà đổ sắt luôn. Dạ rồi. Đà bước cuối 2020. Dạ vàng móng cũng hơi cứng ha. Xong ấy mình giống như mà hiện tại bây giờ á, lỡ như có Mạnh Thường Quân giúp đỡ gì đào cái phần đó thì khó đào không hay là như thế nào? Thì nếu mà khó có người giúp đỡ, nếu mà khó cũng phải đào, không có cái hầm. Đào sư? Đào được, không sao. Đào thì để ta. Được hả? Dạ, đào. Dạ, con cũng rất mong là khi mà con chia sẻ đó. Tại vì mình chia lót lâm le với hết trơn chỉ đào đất không. Vậy là về phần co, rồi đào hầm á, thì khoảng 7 triệu, không? Dạ, khoảng 7 triệu đó ha cả nhà. Vậy là sư thì cũng đã cạn kiệt kinh phí thì sư chỉ là xây dựng đến đây thôi. Tại được trước đó mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ Mạnh Thường Quân giấu tên sống bên Mỹ đó, cũng cúng dường cho sư về cái hạng mục này, nhưng mà chưa có đủ ha sư ha.
Nếu mà tính ra là toilet này nếu mà mình đào nữa là chắc tính ra là khoảng 40-50 triệu nữa mới đủ không sư? Đúng rồi. 40-50 triệu nữa. Tại vì một cái toilet, con thấy toilet ở ngoài á chú Tèo. À, người ta làm thấy một cái như vậy á mà 12 triệu thấy nó rẻ chứ. Bởi vì cái toilet ở ngoài người ta làm như bình ngang mét rưỡi dài tới 2 mét chứ nó dữ lắm là bình ngang 2 mét rưỡi là lớn nhất rồi. Đúng rồi, 2 mét rưỡi. À, con cũng có mới đi làm một cái toilet á, mới giao cho thợ đó. Thì nó tôi cũng làm vòng vòng đây mấy cái là khoảng 12 triệu đó. Tôi cũng có làm vòng vòng đây mấy cái. Sao sao đây thấy con thấy nó mắc dữ ta? Đây bị nó làm lớn hơn, nó rộng. Rộng nhưng mà mình cũng tính ra cái khung toilet, nếu mà tính ra cái khung toilet là đâu có tới ngang 2 mét, dài 2 mét đâu. Đúng không? Đâu có ra tới đó đâu. Có sơ sót cái gì không chú Tèo? Không có sơ sót đâu. Tại vì thí dụ ơi mà mình làm cái toilet lẻ sư là một cái là 12 triệu, mình làm hai cái là nó ra là 24, làm 5 cái thì nó ra là 60 triệu. 60 triệu. 60 triệu là hoàn thành luôn á, dán gạch rồi bồn cầu rồi này kia tùm lum hết luôn á, là nó ra có nhiêu, có 60 triệu, à cho 70 triệu luôn đó. À, cho 70 triệu mà cái đó người ta không có làm, như người ta chỉ có ta xây lên, còn ở đây mình phải làm nguyên cái dàn móng nữa, rồi đổ lên đi dụng đất này, nó dụng đất mà bị bậm được không à, mình làm nguyên cái dàn móng á sắt, chứ mình không có cuốn được, cuốn thời gian sau á, cái dụng đất này đó nó không có chân, thời gian sau á có thể là nó nứt. Dạ, cái nó này là liền. Con hỏi như vậy là một phần á, biết sao không sư chú Tèo, tại vì con thấy là giá bên ngoài với giá mình làm nguyên khung như vậy á thì nó khác nhau, và đôi khi chú Tèo cũng biết là nó khác nhau về cái phần là mình xây cao hơn cái toilet cao trong nhà hơn, rồi mặt dựng nữa nè, rồi dàn đà là 20 cho nên là nó ra cái sắt ra công 20 nữa, ra công rồi ra thêm phần vật tư nữa thì cho nên là nó một cái mặt dựng này nữa. Rồi thì con cũng cảm ơn chú Tèo và sư đã chia sẻ cho con, đây là cũng giống như là thắc mắc của quý mạnh thường quân hay quý Phật tử đó. Thì bây giờ con mời sư vô sala đi, rồi xong ấy con sẽ cúng dường cho sư tấm lòng của cô chú Thanh Hiền và gia đình của cô Kiều Lý sống bên Cali đó, tiểu bang Cali đó cũng sống bên Mỹ ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mời sư và chú Tèo đến ngôi sala để mình cúng dường phần đó tấm lòng ha. Dạ, mời cả nhà cùng theo dõi với mình ha. Dạ, cũng với Phật tử gần chùa thôi, không có đâu lợi cả ha cả nhà, cũng đến để đặt bát ha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong ngôi sala để gặp sư ha. Đây là với Phật tử ở xa, ở gần gần xung quanh chùa. Đây là quý Phật tử xung quanh chùa đúng không cô? Đây là quý Phật tử xung quanh chùa ha cả nhà. Dạ. Đây là quý Phật tử xung quanh chùa. Thì cũng đây là Tết Chô Chăm Thamay đó. Thì biết ông cụ và bà cụ cũng đến chùa một phần là dân cơm để sư tụng kinh. Thời đặc biệt nhất cái giờ này cũng đã gần tới giờ của sư dùng cơm rồi ha cả nhà. Để mình tranh thủ cúng dường cho sư xong rồi cho sư dùng cơm hết cả nhà. Đầu năm đầu tháng Tết Chô Chăm Thamay thì mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ cô chú Thanh Hiền và gia đình của cô Kiều Lý sống bên Mỹ, tiểu bang Cali đó, thì cũng nhà mình đến đây để cúng dường cho sư với số tiền là 400 đô. Thì mình cũng không có đổi ra ha cả nhà, mình chỉ cúng dường cho sư là tiền đô luôn ha cả nhà. Thì bây giờ con cũng xin phép cúng ở đây hay sao ha? Để đi ha. Dạ. Dạ. Rồi lên tôm lai. Sau khi sư nhận được cái số tiền
của anh ấy, anh gia đình của cô chú Thanh Hiền, Thanh Hiền với Kiều Lý, dạ, gia đình ấy, thì sư cũng xin đại diện cho sư sãi và xin đại diện cho ban quản trị cùng quý Phật tử trong bọn chùa Anh Chạc Cô Sây Sri La Bát thuộc về ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Thì cũng trong cái nhân dịp lễ Tết Chôn Cho Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, thì hôm nay thì chùa cũng là với cái ngày đầu tiên là chùa cũng được mừng Chôn Cho Năm Thơ Mây lần thứ nhất. Trước đây ở đây cũng là Sala Ten đã khôi phục lại thành chùa. Thì ngay cái ngày hôm nay thì anh Bình Đen cũng đem một số tiền của Mạnh Thường Quân vào quý Phật tử, cũng đã nêu hồi nãy cô Kiều Liên hả? Kiều Lý với quý Phật tử Thanh, Mạnh Thường Quân, anh Thanh Hiền đã đem tiền lễ hỷ cúng cho nhà chùa để xây dựng những cái hạng mục như là cửa sổ của chánh điện, là ba cái cửa sổ hiện nay là hư hỏng, rồi ba cái cửa lớn ha, hai cái cửa sổ, ba cái cửa lớn, hai cái cửa sổ. Bây giờ thì sư cũng xin đại diện xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân quý Phật tử rất là nhiều, là quý Phật tử ở Việt Kiều Mỹ rất là nhiều trong cái tiểu bang ấy Cali nè, tiểu bang Cali. Vậy là cũng xin chúc cho Mạnh Thường Quân quý Phật tử anh Hiền với cô Kiều Lý gặp được nhiều may mắn trong Tết Chôn Cho Năm Thơ Mây năm 2024, và gặp được bốn pháp của Đức Phật Thích Ca. Sau cùng anh Hiền với cô Lý có ý muốn ước nguyện ao ước như thế nào đó thì xin cho được hoàn toàn thành công như lòng mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Cũng là tấm lòng vàng của Mạnh Thường Quân là 400 đô cũng đủ ha sư ha. Dạ 400 đô. 400 đô ha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi sau cùng đó sư cũng xin tri ơn anh Bình rất là nhiều, tại vì anh Bình cũng có rất là nhiều thành tích đóng góp này, vận động quý Phật tử Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước giúp và ủng hộ kinh phí để xây dựng công trình của trong chùa, cũng như là xây dựng nhà nơi thờ phượng ở chỗ nhà ông Tà, và xây dựng ngôi chánh điện, trong đó có chỗ thờ Phật mình sơn màu lại đẹp, rồi dán hoa văn, lót gạch này kia đủ thứ ha. Rồi chỗ tam cấp nữa, bây giờ vứt xong cái đó, vứt đến đây cửa cái với cửa sổ đủ thứ. Và kế tiếp đó thì anh Bình cũng kêu gọi với Phật tử trong và ngoài nước cái giúp phòng toilet, nhưng là nhà vệ sinh hiện nay là đang xây 5 phòng chưa xong. Vậy sư cũng rất là cảm ơn đối với tấm lòng của anh Vinh, rất là hết sức trong mình, một lòng một dạ đối với nhà chùa Anh Teo Cô Xây Xây La Vách. Và ngày hôm nay cũng là ngày Chôn Cho Năm Thơ Mây, anh Vinh cũng bước đến vận động được $4, cũng như là quý Phật tử trong chùa đã nhìn thấy hồi nãy là được $400 trong năm mới. Thì phần kế tiếp thì sư chắc cũng xin đại diện cho vị sư sãi trong chùa với ban quản trị bà con Phật tử trong bốn chùa xin tri ơn là trao tặng cho anh Vinh một món quà chút ít để lấy thảo đối với nhà chùa đó. Món quà thứ hai nữa là nhà chùa cũng là thống nhất tặng cho anh Vinh một tiên dương công đức. Dạ, tiên dương công đức. Dạ, vì xin anh Vinh chờ. Dạ, nô cả nhà ơi, đây lấy. Là lần đầu tiên của Bình được sư đây. Cả tại chùa Nam Hải đó cả nhà, tặng cho Bình là tiên dương công đức. Không, đây là lần đầu tiên của Bình, bên cạnh đó cũng có thêm một phần quà nữa cả nhà.
Dạ, thật sự mà nói con rất là chân thành cảm ơn sư ha sư. Dạ. Ôi dồi. Tết vui thân mây năm nay là mình ăn Tết lớn rồi. Mình cũng rất là chân thành cảm ơn cô chú đã luôn tin tưởng mình. Cho nên là mình mới được bằng của sư tặng cho ha cả nhà. Rồi con cũng rất là chân thành cảm ơn sư và cảm ơn quý Phật tử ở đây đã làm một cái bản lưu niệm cho con, và bên cạnh đó còn thêm một phần quà nữa ha. Rồi con rất là chân thành cảm ơn sư nhiều ha. Dạ. Thôi thì bây giờ mình cũng xin phép khép video lại đây ha. Dạ. Chúc bà con cô bác xem video thật vui vẻ ha. Mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà ha. Dạ.